xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Tiếp tục hôm nay chúng ta sẽ đi viếng thăm một ngôi cổ tự. Ngôi cổ tự nằm tại ấp Long Hòa. Xã Đạo Thành, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang các bạn. Đây là cổng chùa Phước Long Cổ Tự các bạn. Đó. Và đây là đường đi vào Phước Long Cổ Tự. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong viếng tự nha. Hôm nay thứ bảy là thấy bảng có ghi là dân áo cà sa dân nhân ngày dịp lễ đại lễ Vu Lan. Chúng ta sẽ vào bên trong viếng tự xem hoạt động của chùa Phước Long Cổ Tự khác với những ngôi chùa khác như thế nào nha các bạn. Đây là cái đường chạy vào Phước Long Cổ Tự. Đường này xe 16 chỗ vào được nha các bạn. Đó, cũng sắp sửa tới nơi. Tới Phước Long Cổ Tự thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy được tượng của mẹ Quán Thế Âm đang đứng đây để đại lễ Vu Lan báo hiếu khánh đản Phật Địa Tạng dân y cà sa hàng năm vào ngày chủ nhật cuối tháng 7 âm lịch. Rồi mình tắt máy, mình kiếm chỗ gửi để xe rồi sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Mình thấy hình như là chùa cũng đang xây dựng đó các bạn, rất đẹp luôn. Rồi chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay đó. Đây các bạn, đây là trước cổng tự. Đây có chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Và ở đây có tượng Bố Đại Hòa Thượng các bạn. Đó. Đó, Phật Di Lặc đứng. Và trên đây là Phước Long Cổ Tự nha các bạn. Đó, rất đẹp luôn. Chùa Lá Ân Tình Giảng Đường Thiện Lộc, bên là Từ Bi bên Trí Tệ. Mình nghĩ ở đây ngày xưa là ngôi chùa lá các bạn, mới xây dựng lại và hiện thời cũng còn đang xây dựng các bạn. Những cái bao xi măng này nó còn để nè, nó là tam cấp. Ở đây có tượng mẹ Quán Thế Âm. Và ở đây có tượng Tam Thế Phật các bạn. Và mé bên trong là chánh điện. Thờ Tam Thế Phật các bạn.
Đây cũng tu theo Bắc Tông nha các bạn, pháp môn Tịnh Độ niệm Phật. Đó, chùa đang trong giai đoạn sửa chữa nha các bạn, nên nó vẫn còn ngổn ngang chút, nhưng mà cũng rất là đẹp luôn. Mình nghĩ xong rồi là tượng mẹ Quán Thế Âm được làm bằng đá, từ đá non nước này. Hôm nay cũng còn đang sửa chữa các bạn, đó các thợ đang sửa chữa cái ngôi tự. Ở dưới chân tượng mẹ Nam Hải, Quán Thế Âm Nam Hải có một bài chú đại bi các bạn, được khắc trên đá luôn, rất là đẹp luôn. Bài
chú đây đi. Ở đây, đây là mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát. Có những cây bông trang rất là đẹp, những cái cây kiển. Nói chung là chùa còn rất là nhiều việc các bạn. Rồi nó giống là chùa còn trong giai đoạn hoàn thiện. Đó, hôm nay mình viếng Phước Long Cô Tự tới đây thôi nha các bạn. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Chúc các bạn xem video vui vẻ, gặp nhiều may mắn, gia đình luôn an lạc. Nhớ cho mình xin một like, một đăng ký và một chia sẻ nha. Rồi cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.